Các gói cước data truy cập không giới hạn của Viettel. Gói cước đầu tiên UMAX 300 dành cho tất cả các SIM trả trước và trả sau của Viettel đều có thể đăng ký được gói cước này. 300.000 một tháng, các bạn sẽ có ngay 30GB tốc độ cao, tốc độ 4G. Hết 30GB truy cập được với băng thông 1 Mbps. Gói cước thứ hai UMAX 90 dành cho tất cả SIM trả trước kích hoạt mới và một số SIM nằm trong những danh sách được hưởng khuyến mại. Với 90.000 một tháng, các bạn sẽ có được 15GB data tốc độ cao, tốc độ 4G. Hết 15GB truy cập được với băng thông 3 Mbps. Gói cước thứ 3, UMAX 70, chỉ dành cho một số nhỏ những SIM nằm trong danh sách được hưởng ưu đãi thôi các bạn nhé. Bạn sẽ rất may mắn nếu nằm trong danh sách khách hàng được hưởng ưu đãi gói này. Với 70K một tháng, các bạn được 7GB data tốc độ cao, tốc độ 4G. Hết 7GB truy cập được với băng thông 3 Mbps. Để kiểm tra SIM của các bạn có đăng ký được một trong các gói cước này hay không, các bạn hãy bấm vào đường link bên dưới mình ghi ở comment hoặc trong phần mô tả. Nhập số điện thoại và mã OTP, hệ thống sẽ hiển thị tất cả các gói cước ưu đãi dành riêng cho SIM của các bạn nhé. Chỉ cần ấn vào nút đăng ký với đủ tài khoản gốc là thành công. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.